Anh Phong ơi, game Roblox thang máy nếu như chơi vào buổi tối thì sẽ có nhiều map kinh dị hơn đó anh. Chơi game Roblox vào buổi tối, game thang máy thì sẽ có nhiều map kinh dị hơn hả? Thiệt không ta? Tôi thấy là hơi nghi ngờ nha Mini. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử xem coi liệu rằng bài này comment có đúng hay không, bằng cách chúng ta sẽ vào lại trong map Roblox thang máy 100 để xem coi liệu rằng chúng ta có gặp được những con map nào kinh dị hơn vào buổi tối không nha. Có thể là anh em không tin bây giờ đang là buổi tối đúng không? Tôi sẽ quay cho anh em xem một cái bằng chứng là hiện tại bây giờ đang là buổi tối nha. Rồi, ok 500 anh em. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem ở bên ngoài hiện tại đang là trời tối nha. Tôi quay clip thực tế mà hiểu không? Đây. Đây, ra ngoài cho anh em xem nè. Không thôi anh em lại không tin tôi. À. Hiện tại bây giờ đang là trời tối. Ây da. Bây giờ đang đúng là gọi là 1 giờ sáng luôn các bạn. Bây giờ quay xuống dưới thấy ai ở dưới, kiểu đứng ở dưới nhìn lên trên chắc tôi xỉu luôn các bạn. Rồi đấy, chơi thôi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào trong thang máy để coi rằng là liệu rằng bạn này nói rằng là chơi game, cái game thang máy nào vào lúc tối thì sẽ có nhiều map kinh dị hơn, để coi có thật hay không nha. Đây, vô thang máy nè. Hiện tại bây giờ là đang là 1 giờ sáng các bạn ạ. Tôi với Sammy bình thường á là đến tận 3 giờ sáng mà tôi mới đi ngủ lận. Cho nên hiện tại bây giờ đang là 1 giờ sáng, tôi thấy các bạn comment cái câu đó cho nên tôi quyết định tôi chơi thử vào buổi tối coi, để coi nó có gì kinh dị hơn không nha. Rồi, ok, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tầng đầu tiên nào, để coi tầng đầu tiên là cái gì đây. Ủa, cái này là cái phòng ngủ nè. Nhìn nó hơi cũ không ơi, nhìn nó hơi cũ kỹ. Mà cái phòng ngủ này mình làm gì, đừng nói mình lên đây để mình ngủ nha. Ôi khoan từ, tôi thấy mình bị chớp chớp mắt rồi nè. Rồi. Tôi thấy tôi đang buồn ngủ là gặp ma. Khoan, từ, mấy đoạn này là hay có con gì ở nhà đó, nó hù lắm rồi nha. Từ, bình tĩnh nha. Từ nha. Ơi. Dạ, gì vậy? Tôi nghe tiếng mài dao, Ôi! Ê! Ê! Ủa đâu ra vậy? Ê chạy sao ơi? Cái này là kẻ. Ơi ui! Kẻ sát nhân trong mơ. Kẻ sát nhân trong mơ. Ôi, Sam coi tôi né nè Sam. Tôi đang né đỉnh không? Tôi không hề bị giết luôn. Ông sắp đi ông ơi. Sao được? Tôi né nè. Tôi né. Ủa. Hay dữ vậy? Trời ơi, quá đơn giản với Phong. Trời ơi, tôi ở ngoài tôi nhìn ông múa mà trời múa giống kìa vụ điều lặng lá. Còn cái ông kia không làm gì được ông luôn. Hay vậy? Sao mà tiêu diệt được tôi được? Ủa, rồi kinh dị dữ chưa ta? Kinh dị dữ chưa? Tôi thấy map đầu tiên là thấy chưa có gì kinh dị rồi đó. Rồi, map tiếp theo là gì đây? Ê, cái gì mà vô khu rừng tối vậy trời? Quay. Slenderman. Slenderman, ôi ghê quá. Chơi lúc 3 giờ sáng. Tôi chết queo rồi. Ui, Slenderman ngồi kia kìa. Tôi để tôi lượm tờ giấy. Sam còn sống không? Còn, để tôi lượm tờ giấy. Đây lượm tờ giấy kiếm tiền. Có tờ giấy gì đâu. Ui, Slenderman nó núp 6 cây kìa mọi người. Sao lơ kìa. Ơi, mình lại gần nó được không? Ui, nó biến mất rồi. Nó đâu rồi? Ui, biến mất rồi, đi rồi. Tới. À, là không được nhìn vô mắt nó. À không, nó làm gì có mắt, quên. Slenderman nó làm gì có con mắt. Rồi, thang máy Slenderman coi bộ là cũng hơi đáng sợ đó. Ừ, nói chung cũng hơi đáng sợ đó. Rồi, map tiếp theo của chúng ta là gì đây? Ở chỗ này có cái tivi. Có tivi. Ủa khoan. Tôi ngồi xem. Trong cái tivi nó có con ma hay gì nè, phải không? Ủa thật không? Đúng. Tôi hay xem mấy cái bộ phim kinh dị là có con ma nó chui trong tivi ra nè. Quay. Ê, khoan, nhưng mà nó có chui ra thiệt không ta? Ai biết. Ê, tôi nghe tiếng. Ê, tôi nghe tiếng nha, nó chui ra thiệt không vậy? Nó chui ra thiệt. Ủa nhưng mà nó đâu? Ôi trời ơi, nó sao lưng không kìa. Nó đây, nó đuổi tôi kìa, Yên tâm, tôi né được, dăm ba mấy con này. Chui xuống gầm bàn, tôi chui xuống gầm bàn, tôi núp rồi sao ơi. Ủa mà sao gì nó giống tôi vậy, tôi tóc dài mà bảo trắng là sao giống tôi vậy? Nhìn nó giống sao thiệt. Tôi chạy đây. Đừng bạn ơi, dừng lại bạn ơi. Ôi trời ơi. Ok. Con ma đẹp như tôi vậy đó. Rồi, thang máy tiếp theo, để coi thang máy này liệu rằng nó có đáng sợ hơn hai cái thang máy vừa rồi nha Mini. Đây là chỗ nào đây? Chỗ này là một cái bãi xe, cái này là một cái chỗ đậu xe nè. Bình thường mấy cái cảnh mà gọi là xe đổ kiểu bị hư hỏng kiểu này là thường là zombie nè. Trời ơi, tôi không biết rồi nhưng mà hầu hết nha, mỗi lần mà có trời mưa thế nào cũng có chuyện không may. Ủa là vậy á? Ôi! Ôi, Sam ơi! Ôi, Sam ơi, tôi mới thấy con gì xuất hiện, Sam ơi! Đâu? Đó, có gì đâu trời? Ủa, đâu mất tiêu rồi? Sao dễ sợ luôn à, để tôi tìm có còn con gì không? Ủa đâu, tôi mới thấy nó đây mà.
Tôi có thấy có tiếng gì vậy? Ê, nghe con này quen nha, có gì vậy? Tiếng hú. Khoan từ, Silent Head, từ cái con gầy gầy này. À, đúng rồi, Silent Head, con gầy gầy. Ơ, à, đúng rồi. Ôi, Silent Head mẹ ơi. Oh my god, to như vậy. Ôi, chạy, bác ơi, chạy nhanh, nó đi vô rồi vậy. Ê, ơi, mình chui thang máy, nó chui vô được không vậy? Trời ơi, nó to. Trời ơi, có cái chân nó bự như cái chân mũi, cái bóng chân nó kìa. Ui, nó đạp kìa. Trời, nhưng mà hình không sao, hình như nó không chui gì được, Trời ơi, con này nhảy kìa, nhìn thấy ghê chưa? Ây da, coi bộ là map này được nè, cái này map này tôi thấy cũng đáng sợ nè, Silent Head là từ nãy giờ tôi thấy mấy cái map này là đáng sợ nè. Tôi thấy là mấy game này, game trẻ con. Ủa, cái gì vậy? Ồ, dưới đại dương hả? Ôi, mình đang bơi dưới nước. Ủa, khoan từ, vậy có gì đâu đáng sợ. Tới chỗ tôi đi, tôi chỉ hay lắm. Đâu, bà đang ở đâu, tôi không thấy bà. Tôi đây, đầu này nè, ông tới đầu kia gì bị ăn thịt lắm. Đầu kia, đây, đầu này, gần cái thang máy. Mà cứ đầu này, ông nậu. Cái gì hả? Một con cá siêu to khổng lồ, yêu. Trời ơi, tôi thấy ông bị ăn thịt không ơi. Trời ơi, có vậy thôi hả? Ủa, bị con cá ăn thịt có gì đâu kinh dị trời. Thấy bình thường ta. Con cá nó siêu to khổng lồ, nó bự gấp 30 lần luôn, phải không? Thấy à, tôi thấy đó. Bình thường. Bà con gái bà thấy nó kinh dị, tôi thấy bình thường. Không có gì đáng sợ. Ủa gì đây? SCP. Ủa? SCP á? SCP gì đây? SCP 173. Ôi, con SCP này quen nha. Con SCP này hình như là con SCP mà mình phải nhìn vào mắt nó, mình mà nhìn đi ra ngoài là nó sẽ bẻ cổ mình sao, phải không? SCP này siêu nổi tiếng mà kinh dị luôn á. Từ từ bình tĩnh. Tôi muốn coi nó như thế nào đó. Sao mấy ông kia có đèn pin hay vậy? Anh ơi, cho em xài ké đèn pin với anh. Ui cái gì vậy? Từ từ, tôi muốn nhìn, cái ông đứng kế bên tôi mới vừa bị con SCP bẻ cổ. Trời ơi, ông mà không lùi lên giết ông á. Bà bình tĩnh. Ui, tôi biết bà. Trời ơi, cái con này nó kinh dị quá bạn. Ui, tôi chết queo. Tôi biết bà. Nó vô thang máy rồi kìa. Ui, Sammy sợ mấy cái đơn giản quá bạn. Tôi thấy nó còn bình thường, nó vẫn chưa đáng sợ lắm. Yeah, tôi sống rồi, nó chết mặt tôi đó mà con sao. Rồi, Sam an toàn đúng không? Nó chết mặt tôi mà nó giết người khác. Trời ơi, mừng quá bạn ơi. Ủa, kỳ ta, con SCP tôi thấy vẫn bình thường đó mà sao Sam sợ dữ Sam. Trời ơi, ông bị sật rồi, ông không biết là nó kinh dị như nào đâu. Ủa, tôi thấy bình thường mà. Ủa rồi, map tiếp theo là gì đây? Ở chỗ này, ui, cắm chạy. Nghe cắm chạy tôi muốn đi cắm chạy. Trời ơi. Ôi, cái gì bên dưới kìa? Kairon. Ui, Kairon, ca mui. Sammy cũng ở dưới kìa. Ôi, bên kia có Simmy luôn kìa. Ủa sao toàn mày quen không vậy? Khoan từ. Hình như ở đây cái hồ nó hút mình lại. Chạy. Ở đây nè, nó hút mình lại nè. Dạ, sao con nhân vật tôi không nghe lời tôi? Chú đi xổ à. Tôi hiểu rồi, cái này là một cái hồ mà gọi là người ta, người nào bị rơi xuống dưới là người đó sẽ bị gọi là đăng xuất khỏi trái đất. À, nói chung là cái map vừa rồi thì thấy cũng hơi sợ đó. Ừ, thấy kiểu mọi người bị nhấn chìm ở dưới nước, cơ thể mọi người nổi lên bền trên mặt nước nhìn cũng đáng sợ đó mọi người. Để coi map tiếp theo là gì đây. Chắc là nó sẽ tăng cái độ đáng sợ lên từ từ, hiểu không? Rồi, map tiếp theo là có cái thuyền đang chơi, không ơi, có cái thuyền đang chơi nè. Ê, sao lưng luôn hả? Cảnh này quen lắm nha. Tôi biết rồi, cái này là IT, chú hời ma quái. Đây, chỗ này sẽ có cái thuyền nó trôi nè, xong tí nữa rơi vô cái ống cống bên này nè. Sau đó là con hời ma quái nó sẽ xuất hiện nè. Đúng không? Đây, cái thuyền trôi tới nè. Đó, nó xuất hiện nè. Xuất hiện gì? Con hời ma quái. Ủa? Ai biết thật hề vậy? Ê, tôi nghe tiếng. Wow! Mình bị kéo xuống cống rồi. Ui, khoan từ, cái con đỏ kia là chú hời ma quái đúng không? Đúng rồi, tiếp kìa. Tôi muốn quay cái mặt của nó, Ê, nó đuổi tôi. Nó chạy qua đuổi tôi. Ông quay vậy nó không đuổi ông mới lạ. Khoan từ. Sao nó đi chậm quá vậy? Nó đuổi mãi không được tôi nè. Em nhìn không có sợ luôn á. Ê, nó không đuổi được tôi bà. Nó không đuổi được tôi luôn nè. Nó mệt quá. Ê, nó không đuổi được tôi nè. Nó dí kiểu gì chậm dữ vậy.
Nghe nè, chân hơi ngắn, đuổi không kịp. Hình như là con hề này chân nó hơi ngắn nè. Tôi cao 1m8, tôi chạy nhanh hơn nó nè. Trời ơi. Sao rồi? Ủa? Kinh dị. Ủa là kinh dị dữ chưa? Là kinh dị dữ chưa? Kinh dị dữ chưa? Từ nãy giờ tôi đang chờ một cái gì đó kinh dị, tôi quay cho bạn xem mà. Từ nãy chưa thấy gì kinh dị. Rồi, map tiếp theo nè, để coi map tiếp theo có gì kinh dị xíu không? Tôi quay cho bạn coi coi chứ. Nãy giờ thấy bình thường quá. Chưa có gì nè, kinh dị hết. Quay tôi nè. Quay tôi là kinh dị nhất nè. Hồi nãy là mình đang ở ngoài đường, bây giờ thì mình đang ở trong một căn nhà kho. Ngoài đây có gì không đây? Ê, đằng kia đây có mộ nha. Ôi, tí hả? Có tí mộ, hả? Có mộ. Ôi, zombie! Hả? Trời ơi, zombie kìa. Zombie. Trời ơi, chạy bạn ơi. Không sao, nó không đuổi tôi. Trời ơi, zombie vô đây. Ê, có hai con đuổi tôi, Pha nó mộ cuồng dữ vậy. Mấy anh ơi, tha em, em không có chữ ký cho mấy anh đâu, tha em anh ơi. Ui, rồi một đống pha nam mộ luôn, Rồi sao tôi có rất nhiều pha nam mộ đuổi luôn. Trời ơi, này ơi. Quay. Đừng có đuổi nữa, cái con này đuổi dai thiệt sự. Ui, cứ đuổi Phong Cần đi, Phong Cần đẹp trai kìa. Tôi có đúng một con từ nãy giờ đuổi tôi hoài rồi. Tôi chạy vòng. Ui, hết nhạc rồi, hết đuổi rồi. Mừng quá. Ây da, ở ngoài đời mà gặp fan hâm mộ kiểu này chắc chạy mất dép luôn. Trời ơi, gì mà xé quần xé, không thấy sợ luôn à. Fan hâm mộ đuổi theo mà muốn kéo tôi xém nó xúc quần luôn. Rồi, map tiếp theo. Map này quen nha. À, map này là map Zep the Killer. Là ông nào? Là cái con kẻ sát nhân gọi là có gương mặt đáng sợ á. Mà đứng đây nè, một tí nữa nó xuất hiện nè. Đấy, mà đứng ở đây tí rồi, nữa xuất hiện. Rồi, bắt đầu buồn ngủ nè. Ê, tính ra cái map này hình như là trong tập trước tôi chơi rồi. Nhưng mà cái này cũng đáng sợ nha. Đúng nè, rồi. Nè, nó hù nè. Ông nghe gì không? Nó nói im lặng kìa. Đó. Cái gì hù mấy lần người vẫn sợ. Ui, nó chạy tới, từ, chờ, nó qua đây chạy. Rồi, chạy luôn. Lạch, chạy xuống đây không, chạy xuống đây, đó, mà lạch như nghệ sĩ vậy đó. Đó. Ôi, bà chạy làm gì, tôi muốn chọc nó không nè. Ê, đuổi đây. Cái ông này, ông chọc sáng nhân hàng loạt ghê dữ vậy. Không, tại con này chị chậm quá, không có gì đáng sợ hết trơn. Nè, đuổi đi, đuổi qua đây. Nhảy qua cửa sổ nè, chạy qua đây. Cái con sát nhân nó sẽ kiểu cay quá trời cay luôn. Cay quá trời ơi. Ủa là đáng sợ dữ chứ ta. Sao từ nãy thì tôi thấy tôi đang chơi game kinh dị. Và tôi thấy giống game hài quá. Rồi, map tiếp theo là map gì đây? Ủa? Tôi kìa phải không? Hình như sau lưng của tôi có ai đó thì phải. Ui, rồi xong. Tôi thấy tôi bị chặt đầu rồi. Phong Cận, nhìn thấy Phong Cận thứ hai bị chặt đầu. Nhìn cũng hơi ghê. Rồi, map tiếp theo của chúng ta là map gì đây? Hãy cho tôi một con map thực sự đáng sợ vào đêm khuya coi nào. Từ nãy giờ chơi map nào cũng toàn map hài thôi à. Ủa cái gì đây? Ủa cái này phải map cái gì vậy? Cái này là chơi bắt cua. Ê, mà tôi cũng sợ. Biết sao không? Cái này liên quan đến Sonic cái phòng. Ủa rồi, rút cuộc map này có gì đáng sợ ta? Tôi thấy map này là map bắt cua thôi mà. Có tượng bở không hiểu không? Mình tôi té hoài luôn trời. Lại. Ê, tôi té luôn. Không sao, lần này tôi sẽ không té nữa, Trời ơi. Hi. Rồi tôi qua được. Hi. Ủa rồi cái này có gì đáng sợ ta? Ôi. Qua được nè. Ủa. Cái gì? Cái gì vậy? Ơi, hình như là có con Sonic nó nằm trong đây nè. Đâu? Đây nè, có con Sonic nó nằm trong cái lồng nè. Ê, ơi, Sonic. Nó đuổi tôi sao ơi? Đâu? Ủa? Cái gì vậy? Con Sonic! Đâu kìa? Đâu? Nó đang đuổi tôi! Ủa còn tôi đứng bên này tôi thấy, tôi không thấy con gì hết, tôi thấy màu đỏ thôi à. Ê, nó đang ngồi sực mấy người ở trong thang máy á, lấy nè. À, vậy là map này là map triệu hồi đã con Sonic. Và sau đó con Sonic nó sẽ đuổi những cái người mà không vượt qua được cái thử thách. Đúng rồi. Ok, vậy có nghĩa là tôi vượt qua được cho nên là tôi không bị nó tiêu diệt. Ok. À, hèn chi. Thì cũng hơi gùng gợn xíu đó. Để xem coi map tiếp theo có gùng gợn không nha. Rồi hãy cho tôi một con map thật là gùng gợn đi nào. Ôi, bây giờ tôi mới bắt đầu tôi thấy nó có chút gì đó kinh dị nha Sam nha. Cái thang máy đổi qua thang máy khác à. Đây là thang máy chúa hề. Thang máy chúa hề à. Ôi.
Vô thôi là thấy kinh dị chưa? Sao vừa mới vô tôi nghe tiếng đáng sợ vậy? Ai biết đâu. Ủa cái này gì vậy? Bánh pizza. Ủa sao có bánh pizza nó lăn xuống đây vậy? Có cái hố dưới này. Ui. Cái gì vậy? Cái gì vậy Sam? Tôi đâu có biết đâu, hỏi thù hoài. Tôi ngồi gì nữa, không hiểu mà. Tôi nghe cái tiếng gì đó nè. Ui. Cái gì vậy? Một cái hầm. Hình như mình phải chui xuống cái hầm này. Ồ. Ôi, chú ơi, má quái trời. Con này mới sợ nè. Trời. Rồi, xong rồi. Con này mới sợ nè. Trời ơi, đây là cái tôi cần nè. Trời ơi, mấy con phải sợ vậy nè. Đúng rồi. Chém quá trời chém không ơi. Con này kinh dị quá à. Rồi, ok 500 anh em ơi. Nói chung là ngày hôm nay tôi với Sammy đã chơi thử lại cái con map thang máy và chơi vào lúc buổi tối khuya. Tại vì có nhiều bạn bảo rằng là chơi vào buổi tối sẽ có nhiều map kinh dị hơn. Nhưng mà từ nãy tôi thấy toàn map hài, không mấy ní, tôi không thấy kinh dị chỗ nào luôn á trời. Tôi thấy toàn map hài thôi. Tôi thấy kinh dị mò luôn á, lần sau đừng rủ tôi chơi nha, ghê quá. Có sao mày sao mới sợ, tôi thấy nó bình thường trời ơi. Rồi ok, nói chung là video ngày hôm nay các bạn thấy như thế nào thì hãy nhớ comment xuống bên dưới tôi biết, và đừng quên mà nhấn nút like và share, subscribe, đăng ký họ cho kênh YouTube của tôi nha các bạn nha. Còn bây giờ thì sao chơi từ nãy giờ không thấy sợ chỗ nào vậy ta. Thôi kết thúc video tại đây nha các bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye. Sao quá. Ôi đáng sợ quá. Hello team.